Bốn cái này là học ở N3, chắc chắn N3 có học ở trung tâm mình không? Không. Ờ không thì chết mà đúng rồi. Ok. Thế nhớ bảo các bạn khác là sau nhớ học mình nhé. Rồi, thế câu số 1 này đọc là gì? Bên bên sổ Bên sổ là cái gì? bên bên xô Xô đúng không? Xô, xô nhẹ phải không? à. Xong Vâng nó xuống ạ. âm ấy ạ. Đây nhá, mình viết ra nhá. Xô này hả? Không, xô Chiều. xô Cái này là gì? chiều là Xô. Em đọc xô cuốn lưỡi lên một chút nó sẽ mạnh chiều hơn, nếu không nó sẽ sang từ xô khác à. Đúng rồi, vì người ta không bên hiểu đâu em ạ. Đúng rồi, bên show ha. Bên show này là gì? xô là bồi thường ạ. Là bồi thường số 2 nào. Kengo ạ. Kenson Kenko vẫn ạ. sai. Kenson. Kenson là Khiêm tốn khiêm tốn số 3. ạ. Gian điều ạ. Làm thêm ạ. Làm thêm, cái này là tăng ca đúng không? Đó, Đúng làm rồi, làm thêm thêm. thì Bọn vẫn em hay gọi thành là làm tăng ca. thêm. Thế à, Bọn tại em vì gọi đúng làm như thêm mình cảm giác nó sẽ thành bài tội. Mà bài thế. tội thì nó sẽ khác với cả răng kiểu đúng không? À thế bây giờ, à thì các bạn hay đi răng kiểu à? Thế nên lúc mà được trả tiền công ấy, cái tiền công răng kiểu gọi là gì? Tiền tăng ca. Ê, tăng, à chẳng biết là tiền tăng ca, cái tiền tăng ca là Giang gì? Gil. Răng kiểu gì? Nó sẽ có cái hậu tố Giang ở Gil sau. gì? Kỳ Răng kiểu. nè. Lúc nhận là tôi chỉ cầm được thêm 4-5 lá, nó cũng chả buồn quan tâm nó gọi là cái gì. Vâng Đúng ạ, nó là răng kiểu đai ha. Nó sẽ có rất rồi. là nhiều hậu tố chỉ tiền ạ. À. Thì cái này là các bạn phải tích dần thôi. Đúng không? Cái này mình có là răng gồ đai nhá. Giang Răng gồ đai là lương làm thêm giờ nha. Đó. Nhá, mình có đai. Thì sau này các bạn sẽ học những cái king này hay là hi hay là dio thì những cái các bạn đều phải học thuộc hết. Đó. Học dần từ bây giờ thì sau này sẽ không phải học nhiều. Ừ. Hay. Có ai thắc mắc gì về bốn cái danh từ này nữa không? không. Khá là dễ nha. Ok, mình sang việc tiếp theo nhá. Rồi, số 2 nè. Hôm nay mà các bạn học quen hơn rồi, chúng mình sẽ đi nhanh hơn một xíu nhá. Bạn Hường nào. Ai, mình có cô cư kiên này là gì nhỉ? Vé hàng không ạ. Vé hàng không, vé máy bay. Bên Vâng. bay. Từ này có hai Có cách thể đọc là gì ạ? OMOTE. Điều. Omote nghĩa là Phía trước. ở trước, mặt trước và Hiệu. hiệu, hiệu là Biểu thị. biểu thị, Bảng biểu biểu bảng thị, biểu bảng không phải chi. Đúng rồi, bảng là bảng biểu biểu, chính xác bảng ạ. biểu Đây, từ này nào. sên Sen, sen là là cái nắp ấy. cái nắp, mở nắp Đúng. là Nắp là nước kia sên nước kia đúng rồi, đấy là động từ của nó chính là sen ố, chính từ cái sên từ nó đấy. nước 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 cự, cử nước sen nước ố, nước cử cự này. Chắc hay uống bia rượu một cái biết ngay cái mở nắp là gì, chuẩn rồi đấy ạ. Rồi số 4 nào. ic Ici là là đá. đá, đá này là đá ở đường hay đá để ăn? Đá ở đường À, đá ở đường hay đá để ăn là gì? đá ở đan là Cô cô gì ấy. đi Cô cô đi được, cô lý đi thuyết cô thì sẽ là khô đi, nhưng các bạn sẽ thấy rằng là trong khai qua lại dùng là ai sự. ai Các bạn có thấy không, ai khi mà ví dụ như đi ai uống cà phê nhá, đi vào Starbucks sự chẳng hạn, lúc nào ra cũng có hỏi mình là hốt tộ hay là ai sự, thì ai sự chính là đá. Kể cả nhà các bạn mà có cái tủ lạnh mà để bấm nút mà đá ra ấy, nó cũng sẽ bấm là ai sự. Các bạn thấy không, người ta rất hay dùng ai sự ở trong văn nói. Đó, ok. Rồi, thế còn câu số 3 nào. Câu số 3 nào. Mời bạn Bông nào. Zamara no Zivio cái chữ Hán này Điều thì em không là biết, nhưng mà thối em quá chọn nha. Kyoju. Chép đi cho nhớ ha. Cái này mình có là Kyoju. Kyoju là giáo sư nha. Giáo sư. Jiu là cái chữ thụ này không bao giờ có âm dài nhá. Kyoju, Kyoju là giáo sư. Giáo sư Yamada. Đấy. Nốt nào. Đằng sau bốn chữ này cũng không biết. Dạ. Hay. Bốn cái này là học ở N3. Chắc chắn N3 có học ở trung tâm mình không? Không, không. Không thì chết mà đúng rồi. Ok. Đấy, để đây nhớ bảo các bạn khác là sau nhớ học mình nhé. Kagaku này, Kagaku. gặp cài. Gặp cài. Cái này nó là gọi là cái hội Gặp. thảo về hóa học ấy. Cái này là một cái buổi seminar về hóa học ha. Thế là được rồi, Kagaku gặp cái. Rồi, chọn tiếp đi. Chi bằng. Ủa, chi bằng đọc là gì? Cái này thì không biết À. thì là tôi chết rồi. Một là đọc À, là cái gì? này là Sikai. Ashikai, Shikai-o. Sikai o chưa tô mê tả Hay chữ tôi mệt nhé. Sao mình có cái động từ chữ tôi mê được để nghĩa là gì nhỉ? làm Dồi, ôi trời ơi, không biết là học đi học tiếng rồi. Nhật từ đâu. Trời ơi, nhìn đây này, được ta viết cho mà xem nhá. Đây.
Ôi. Tô mê đâu. Đợi tí mình đổi màu cho các bạn dễ nhìn. Đây, chú Tô Mê Đựu làm việc đây. À, chú Tô Mê Đựu trên này là chữ vụ, nghĩa là đảm nhận ha. Ok, này. Thì tức là giáo sư Yamada thì đảm nhận cái vị trí gì đây? Cái vị trí MC ở cái buổi thảo luận hội học nha. Ok, rồi số 2 nào. 2, Kanjo. Kanjo, Kanjo là? Biểu cảm. Cảm xúc thì mình có cụm từ gì? Arawasu. Arawasu, đúng rồi, ok ạ. Mình hành động theo cảm tính nào, nhìn thẳng vào đây nhá. Đấy. Ừ, hành động theo cảm tính là gì? Hành động theo cảm tính là... Đang nhìn đi đâu á? Giờ đây có quyển vở hả? Nhìn vào bài cũ hả? Một bài ha. Kangaete du. Kangaete du, không dùng vậy ạ. Bạn Huệ nào. Mình hành động theo cảm tính là gì nhỉ? Kanjo teki à? Không phải ạ. Kanjo ni hashiru ha. Còn nhớ không? Mình chạy theo cảm xúc quá. Tức là mình hành động theo cảm tính. Các bạn học bài kỹ vào nha. Thế còn từ số 3 này đọc là gì ạ? Bạn Bông? Kange. Kange là? Chào đón, nghênh đón. Ok, số 4 nào. Tai ga cự là bỏ học. Thái cự bỏ học thôi, học luôn rồi. Số 4 nào, số 4 xin mời bạn nào. Bạn Linh chỗ giúp mình nào. Em à? Ừ. Tôi là có phải đọc không nào, xem. Ừ, đọc đi em. Tôi là bự quá. Ninki no aru. Em biết là đáp án 2, nhưng mà em chọn là đáp án 2, nhưng em không biết đọc. Nếu không biết đọc thì cũng chép với bạn. Rồi, đến mời bạn Huyền đọc giúp em ý nào. Goraku. Goraku là gì nhỉ? Là thú vui. Thú vui, đúng rồi. Các bạn biết tàu nhã ở đâu ra? À, thú vui. Tôi đang có dịch thế thì em đọc theo. Thú vui tàu nhã. Tàu vui tàu nhã. Tàu nhã là thú vui đấy chứ. Tàu nhã ở đâu ra? Thế tôi đang cự là gì? Kiểu quân bài. Tàu cự là bài Tây. Bài Tây. Rồi, thế thì Linh ơi, từ này là gì em? Giai liệu ạ. Giai liệu là? Nguyên liệu ạ. À, nguyên liệu, tài liệu. Rồi, số 3 nào. Waku. Này mình vừa kiểm tra lúc đầu rồi. Xong à, Huyền ơi, chỗ này là gì nhỉ? Cái này là kuro. Kuro, kuro là? Là mệt mỏi, mệt nhọc gì đấy. Khổ sở, bất vả. Khổ sở, bất vả. Mệt nhọc. Thế con từ này là gì hả Linh? Sejin ạ. Sejin là? Người trưởng thành. À, người trưởng thành, ok rồi. Ok, Sigi nào, xin mời bạn Hiệp nè. Bạn Hiệp trợ giúp mình câu số 5 nhé. Uchino ima wa uchino ima wa, em chọn là Ichiban ạ. Ừ, mình biết rồi, em đọc Hiatari luôn. Hiatari ạ. Ok, thật ra là mình biết chữ Hán này các bạn có thể đọc là Uchiha hoặc Ie, nhưng thông thường có chữ Hán các bạn hãy đọc là Ie nha. Còn nếu như các bạn muốn ám chỉ là cái ima là gì em? Ý mà là phòng khách ạ. Ok, nếu khi các bạn muốn ám chỉ cái phòng khách của nhà mình, các bạn dùng Uchi cũng được. Nhưng thông thường khi có chữ Hán thì người ta thiên, người ta đọc là Ie hơn. Tức là nói về một cái căn nhà nào đấy, không phải là của mình á. Đúng không? Tức là cái đơn giản là phòng khách của căn nhà này thì nó làm sao hả em? Ánh sáng mặt trời nó tốt, nó đẹp. Ánh sáng mặt trời nó tốt, nó đón được nhiều ánh sáng vào, đúng không? Ok, thế số 2 này, từ này là gì em? Ichi ạ. Ichi là? Ý nghĩa. Đúng rồi, chính xác, mình có từ omo đây, may quá, không trời là ý chí, đúng rồi, đây là suy nghĩ nha. Rồi, số 3 nào. Chi sức tự. Chi sức tự, chi sức tự là gì em? Chi tiêu. Chi tiêu, chính xác ạ. Đúng rồi, đây là sự chi ra, chi tiền nha. Rồi, chính xác ạ. Thế còn từ số 4. Từ chữ ghi ổ chứ. Không phải ạ, mời bạn khác giúp bạn Hiệp nha. Mời bạn Trường nào. Chiêu số cự. Chiêu số cự. Trường âm. Chữ đằng sau này chữ nghiệp chắn là nó khác rồi. Siêu ghiêu. Cá mình. Nó làm cái gì anh? Trời ơi, đã bảo rồi. Sợ chết Hàn á. Ôi, giật cả mình ạ. Trời ơi. Làm xe giật mình, anh Trường phải chép thôi. Đúng rồi, thật. Chính xác. Cá mình, đúng rồi. Mình có cái này siêu ghiêu nha. Chữ đằng sau này là chữ nghiệp nha. Thì chắc là nó sẽ là ghiêu rồi. Siêu ghiêu thì nghĩa là gì ạ? Siêu ghiêu. Thấy chưa, xứng đáng chép chưa mà cứ hét lên. Người ta giật cái mình. Nhưng mà tìm mà không phải nằm
Siêu ghi hồ này đơn giản chỉ là làm việc cho các bạn ạ, chứ không là làm việc. Khi mà nó ghép thêm với từ cạch sư đồ ở đằng sau nhé. Đây. Cạch sư đồ. Thì nó siêu ghi hồ cạch sư đồ nó hay ám chỉ để cái hoạt động tìm việc của sinh viên. Đó thì thông thường thì các bạn biết là thường sinh viên sẽ tốt nghiệp vào tháng 3 hàng năm ấy, thì lúc đấy là cái shugo katsudo nó sẽ diễn ra mạnh mẽ nhất. Đó, bắt đầu đi tìm việc. Shugo katsudo. Đó, đúng rồi, shugo katsudo ha. Cái này là học của N3 đấy, ngay cái đầu bài unit 1 của Mimi Karaoke được luôn. Đó, câu số 6 nè. Số 6 xin mời Nga nào, Nga ơi. Câu số 6. Câu số 6 em chọn 4 ạ. Là cô ấy ạ. Tô hô tê san di bùn ngã kakaru. Tôi đi học nhá à, em ơi nhớ cho mình nhá, số tư rồi không gà nha, san chức từng cà ca đự. Ừ, san chức từng cà ca đự. Ừ, không có gà. Rồi ok, tô hồ có âm dài không? Tô hồ không ạ. Cả hai không âm dài hả? Cả hai đều không có âm dài ạ. Rồi ngon, thế tô hồ là gì em? Tô hồ là đi bộ ạ. Ok, rồi số 1 nào, số 1 là gì? Số 1 là yuge ạ. Yuge là hơi nước ạ. Hơi nước, ok, số 2. Hai là kidai, là kỳ vọng ạ. Kidai hả? Tai trên tên đúng không? Kitai. Rồi, kitai là kỳ vọng. Số 3. Xin ra cửa. Xin ra cửa là? Lên lớp. Đúng rồi, lên lớp học lên. Chính xác, đúng rồi, ok ha. Rồi, câu 7 nào. 7, xin mời bạn Hương nào. Câu 7 là 4. Đọc cái. Em quên thì... cô gì hàng em có cái tổ. Có cái nghiệt gì với cả hai cái chữ đầu tiên ấy, lúc nãy hai cái chữ đầu tiên không đọc được hề luôn em. Đấy tôi cứ chép cho nhiều, em ăn cái này nhiều ba rồi em ạ, cái này là cô sư ha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đọc đúng rồi, đọc lên, đọc đúng rồi mà sư. Em vừa đọc đúng rồi. Bạn đọc rồi à? Vâng, cờ lốc nghe rồi à? Thế à? Thế thì chắc là thế mình xin lỗi nhá, mình rất là xin lỗi, mình nghiêng, mình xin lỗi em. Cô sư gì nữa em? Cô ý hàng nội chi kết tố Watasarita. Nghĩa là gì? Em quên tiếng Việt. Ui đấy, các bạn thấy không, Việt Kiều mà. Trời ơi, đấy bây giờ quên. Không, không công ty em dùng cái này nhiều. Em quên cái chi kết tố là gì. Cứ để làm thế rồi, cứ dịch cái chi kết tố cũng được. Dịch nốt những phần còn lại đi. Cái chi kết tố ví bạn giao thông. Watasarita. Watasarita. Sang đường. Wata du mới là sang đường. Wata su. Cái này wata su. Đưa. Đúng rồi, đưa như đây chưa bị bị động. Wata sa de ta. Bị đưa. Đưa cho cái chi kết tụ gì? Chi kết tụ vi phạm giao thông. Đúng rồi, các bạn biết rằng là khi mà giả sử như các bạn đỗ xe ở trước cửa nhà ga bị vi phạm chẳng hạn, thì người ta sẽ viết một cái giấy và người ta dán lên trên cái xe của mình, cái đấy nó gọi là chi kết tụ. Ha, đây là cái vé phạt giao thông. Để vi phạm giao thông. Ok rồi, thì số 1 là gì em? Xe chủ chiều cao. Đúng nhá, phải lớp làm chúng. Đúng rồi, lớp nhá. Ok, đấy, bây giờ phải có người làm chúng. Mình cãi lắm, mặt mình nào. Mặt mình ơi, tụi này là gì nhỉ? Xe chủ. Xe chủ là? Phát triển. Phát triển là trưởng thành ha. Trưởng thành. Số 2 là gì hả Hương? Mebo, danh bạ. Mebo, danh bạ, ok, số 3 nè. Himitsu, bí mật. Là... bí mật. Bí mật rồi, bí mật bị dò gì? Himitsu, giá, chết phạt rồi. Awarari. Rồi, mời bạn Bình nè. Dò gì bí mật? À? Bị lộ bí mật à? Himitsu, omorasu. Không, đấy là thay động từ rồi, bên mình nó bị cơ, nó bị dò gì, mình dùng tự động từ bị á. Đừng chia mora sự mora đê được mora đê được mora đê được thì cũng chết vậy. Rồi mật bông nè, nhưng mi chữ ố mora được ố mora được thì vẫn chết vậy. Rồi Linh gá. Linh ơi, dò gì bí mật đấy gì nhỉ? Hibitsu ố agar. Rồi cũng chép nốt đây bạn Huyền nào. Himitsu ga moreru ạ. Đấy, rõ to rõ ràng chưa, đúng là tên Huyền thế cả. Rồi em ơi, còn gì nhỉ? Giải bày nào, giải bày bí mật. Thổ lộ bí mật á hả? Himitsu o uchu akeru ạ. Cái gì nó nói lại này, tên Huyền nó nói lại. Cái gì đấy?
cái gì thổ lộ bí mật là himi chữ ố mo mochi akeru ạ. Ồ chết ác nhá. Rồi bạn Hiệp nào. Himi chữ ố ura akeru. Ura akeru. Trời ơi, uchi akeru sai ạ. Ờ em đọc uchi akeru mà. Cái đấy em đọc uchi. Đọc bạn uchi nhá. Uchi chữ. Em đọc uchi. Nếu như một mình nghe thì đúng là mình sai thật em ạ. Nhưng mà đây nhiều người nghe thì thế quá. Đấy may nhá, mình đã bảo là may có nhiều người nghe hộ đấy. Không phải sợ. Đó nha, thì bây giờ có một số cái cụm này nó chuyên đi cùng với Y Hăng. Và các bạn sẽ gặp rất nhiều. Thì bây giờ mình sẽ cùng học nhá. Đầu tiên, ở từ đầu tiên đã. Mình có speed độ Y Hăng này các bạn. Vi phạm tốc độ ạ. Đúng rồi, thông thường là các bạn chạy quá tốc độ đấy. Đúng rồi, thì còn cái thứ hai nè. Vi phạm pháp luật. Đồ đặc là hồi đúng rồi, mình có hồi đích sự ha, đúng rồi, hồi đích sự y hang là vi phạm pháp luật này. Và cái cuối cùng này. Chưa sai hàng. Chưa sai hàng là phạm đỗ xe. À đúng rồi, mình đỗ xe không được quy định. Đúng không? Chính xác. Ok, học danh từ dễ nhờ. Rồi, có vấn đề gì nữa không? Ok. Rồi, câu 8 nào, câu 8 nào. Xin mời bạn bạn Hiệp nào. Câu 8 ạ. Câu 8 là ba. Ừ, đọc giúp mình với. Komugi Komugi wa keki no omona omona jayou da. Ừ, cái từ đọc lại cái từ mình khoanh tròn. Komugi kona mu. Komugi kona. Cô mực cô đấy. Cái này là gì nhỉ? Cô mực bột mì. Cô mực cô là bột mì ha. Đúng rồi, đây mình có giai điều là nguyên liệu. Rồi, cái từ số 1 này đọc là gì em? À, dân dâu ạ. Dân dâu thứ tự. À, là dân dâu thứ tự. Chính xác ạ. Thì mình có một cụm các bạn rất hay dùng. Ví dụ như người ta mà xếp hàng thẳng thớm mà đúng thứ tự ấy. Mình rất hay dùng là dân dâu yốc cự ha. Hả, yốc cự chính là cái y các bạn chia thành phó từ đấy. Thế còn từ số 2 này là gì hả Hiệp? Khiêm tốn ạ. Khiêm tốn ạ. Chắc chưa? Xung kê. Xung kê ạ. Ok, khiêm tốn đúng không? Rồi, ok. Thế về bạn Trường nào, tuần này là gì? Dạ, xung kê tôn kính. Tôn kính, kính trọng, đúng rồi. Thế có khiêm tốn là gì? Kênh xôn. À, kênh xôn, đúng rồi, chính xác ạ. Từ này có hai cách đọc là gì ạ, Hiệp ơi? Có hai cách đọc nha. Cố Hương ạ, cô Kiều. À, cô Kiều và? Cô Kiều và... Chết. Ôi, có một cách đọc nữa các bạn nào biết không? Mình biết giơ tay. Fudusato. Fudusato. Ừ, bảo giơ tay toàn giơ mồm. Ok, thì có Fudusato nha. Đây, cái từ này có sẽ có hai cách đọc nha các bạn, nhưng mà thông thường thì Fudusato nó hay viết bằng hiragana. Thế nên là nếu như gặp chữ Hán này thì các bạn thiên đọc với Kokyo hơn. Ờ lý thuyết thì về quê ở Kokyo ấy cái tự nghe có vẻ hợp lý đấy, nhưng đố các bạn biết trên thực tế người ta dùng từ gì để là bảo là về quê nhé. Biết cái lớp này đông rồi, ai nói giơ tay? Kise không nói nhiều bằng từ này. Không. Chị cả. Chính xác ạ. Nói chị cả nhiều nhất luôn. Chữ tự và chữ ra từ đấy nhiều nhất. Đứng thứ hai là đến từ gì? Kise. Inaka. Đó, xong rồi mới bắt đầu đến Furusato. Cô kiểu muôn đời không bao giờ nghe thấy luôn. Tại vì nó là văn viết các bạn ạ. Cô kiểu nó quá cứng luôn, người ta không bao giờ nói đâu. À, đó nhá, thì các bạn nhớ từ jika ha. Từ jika là từ nghe cực kỳ hay dùng luôn. Đấy, lý thuyết và thực tế nó khác nhau mà. Rồi, đấy còn câu số 9 nào. Số 9 nào, bạn Trường đi, bạn Trường chịu giúp mình câu số 9 nào. Kachi ạ. Kareo ạ. Kare wa tachi zado azato o kizo shita zio shita sayo sayo. Cái này nghĩa là gì? Sayo tuyển dụng. Ờ, ý là gì cả câu tuyển dụng tuyển anh ấy thì tuyển dụng người làm người làm có giá trị ạ. Có giá trị phải ca chi a tự chứ ca chi à tôi là gì tạm thời ạ. Em thời à, ai có ý kiến thì giơ tay. Em rồi, xin mời Huệ nào. Huệ sang nào. Điên gì ạ? Mình có thích gì cả tôi là gì nhỉ?
tạm thời ạ. Ờ, dịch cho mình cả câu đi, hết nào. Anh ấy đã tuyển dụng người làm thuê tạm thời ạ. Chính người làm việc tạm thời ạ. Đúng rồi đấy ạ. Thế nên các bạn đừng bao giờ dịch là anh ấy được tuyển vào làm tạm thời nha. Tại vì ở đây là câu chủ động nha. Rất nhiều bạn dịch là gì? Anh ta được tuyển vào làm thuê tạm thời. Nhưng không phải nên anh ta đi tuyển những người khác vào. Tớ không? Vì đây là câu chủ động. Nên đừng có nhầm chủ động với bị động. Nếu không là toác hết đấy. Động làm nọc hiểu là sai hết thì các bạn hiểu sai ý người ta mà. Đúng không? Thì đây là anh ta đi tuyển nha. Chứ không phải anh ta được tuyển vào làm tạm thời nhá. Rồi, đến từ số 1 là gì nhỉ? Minh xe. À, Jin xe, Jin xe. Jin xe. Jin xe là cuộc sống. Đời người, cuộc sống. Ừ, cũng được. Ừ, ok, nó hay đi cùng với động từ gì ở đằng sau sống của cuộc đời như nào ấy. Jin xe là y cự. Rồi, y cự. Buồn quá. Buồn nó. À, em, ôi, ôi, mời bận nào. Hương nào, bây giờ tài cao quá. Okuru, chính xác, chính xe hoặc là xe các sự okuru, đúng rồi ạ. Hóa ra là không gọi đúng em là tủ thôi nhở, chứ gọi đúng tủ là phát biểu hơi bị ác. Em nhớ cái này lắm. Tối em nghe CC đọc em đi ngủ mà. À, ôi thế quá, ôi tôi chết rồi, bắt họng em nhé. Rồi bây giờ cái từ này là gì? Qua đây. Qua đây là chủ đề rồi, số 4 thì chắc là biết rồi đúng không? Là gì nhỉ? Giá trị. À, cả chi là giá trị. Ok, có ai thắc mắc gì nữa không? Ừ. Ok ha. Rồi, tiếp theo câu số 10 nào. Số 10 xin mời Nga nào, Nga ơi. Câu số 10 em chọn 2 ạ. Ừ, nghĩa là gì em nhỉ? Chúng tôi đã tiếp... Họ. Cái gì gọi là tiếp? Họ. Tiếp tới đứng rồi. Đâu đâu. Cái gì dịch cái gì ha? Chúng tôi đã tiếp họ bằng cách một cách nhiệt tình từ trong tâm mà ra. Ừ, nhưng mà từ từ cho mình hỏi nhé, chúng tôi là chỗ nào đây? Họ. Ừ, cái đây này là họ mà. Họ. Ừ, họ đã đón tiếp tôi gì đây nhỉ? Họ đã tiếp tôi một cách rất là hoan nghênh, nhiệt tình từ trong tâm. Hậu đấy đúng không? Vì từ tấm lòng rất là nồng hậu luôn đúng không? Ok, mình thấy có nhóm nào còn chọn một cơ, đấy nhỉ? Lại còn lại nhận cái lời cái gì? Từ này đọc là gì hả em? Iwake ạ. Iwake là gì? Ở ngụy biện đấy, mình biện có chọn đáp án này cô, mình không hiểu dịch thế nào. Ừ đấy. Rồi, đến con số 3. Em bảo là... Đấy, em bảo là hoan nghênh xong rồi, y qua kia lý do mà mọi người bảo là... Thế nào, nhóm bên kia như thế ạ? Nhóm bên này, nhóm bên này. Ừ, đấy. Thứ tội, mọi người lại bảo này thứ tội mình nữa hả? Ừ, y qua kia này là một từ rất là xấu các bạn nha, y qua kia một từ khá là xấu. Nên không này, lý do các kiểu mà... Ngụy biện lý do của bản thân. Và thường thì iwake nó hay dùng, tại sao đấy các sẽ có một từ khác để mình sẽ dạy các bạn sau, nhưng tôi nhớ cho mình iwake là một từ khá là xấu các bạn sẽ thường dùng khi mà các bạn muốn kiểu như trốn tránh trách nhiệm. Cứ lý do đi trốn để mình không có phải nhận tội về cái đó thì thường sẽ dùng iwake, thôi là mạnh mẽ rất là xấu nha. Rồi, thấy câu từ số 3 là gì hả em ơi? Bạn nào đang chữa câu này ý nhỉ? Nhưng mà bo siêu ạ. À, bo siêu có âm dài không? Bo thì là không có, nhưng mà siêu hình như là không ạ. Rồi, Thường nè. Thường ơi, từ này có âm dài không? Có. Triệu tập à? Chứ cái tập triệu. Yên để cho bạn nói, mình không nghe thấy Hưởng nói gì. Hưởng nói to, nghe không, mình không nghe thấy. Cả hai đúng không? À, cả hai rồi, nào với bạn Bình nào. Mỗi chất cái cuối thôi. Bô siêu là, bô là không ạ. Siêu thì có ạ. Ừ, thế mà đọc là bô siêu. Từ nãy là toàn nghe thế vậy, thế là nó là bô siêu. Đúng rồi các bạn, đúng rồi, tiếng Việt của mình thì nó không có khái niệm âm dài âm ngắn đúng không ạ, nên các bạn đọc nó hay bị sai. Tại vì gì nhỉ, tôi ăn cơm với tôi ăn cơm, các bạn có nói vậy nó cũng một nghĩa, nhưng mà tiếng Nhật thì các bạn nói sai âm dài thì nó sẽ bị khó hiểu lắm đúng không ạ. Cái này là boshu đúng không, vì cái đằng đầu nó không có âm dài. Cái này nghĩa là gì nhỉ, cái này nghĩa là gì hả bạn Bình ơi? Tuyển dụng ạ. À, tuyển dụng chính xác ạ, chiêu mộ người đã tuyển dụng chính xác ạ. Rồi, thế còn số 4 là gì hả Nga? Ningen. À, Ningen là con người ạ. Con người, ờ được, đúng rồi, con người, loài người. Ok, hết một nửa đúng không? Nghỉ giải lao một tí nhá. Đó, đi lấy nước rồi, xong rồi chúng mình học tiếp nhá. Không sao, chúng mình học tiếp ha. Ôi giời, thẳng quá. Nó là chọn với cái câu ấy. Lỗi rồi, tôi bảo rồi, tôi nó bảo căn ghê rồi, sao mọi người, ba người lại nói,
Nên nhìn là nói nó là biện minh à, mà không mà không phải biện minh mà người thứ tội mình là nó căn cái nghi đoán đã được sự nghi đoán từ từ trái tim mà mọi người nghe bảo từ tấm lòng mà các kiểu mọi người nghe bảo bên bên đó anh đang bảo là xin lỗi từ tận trong tim đúng không? Đúng rồi. Xin lỗi từ tận tim đúng không? Anh đã bay đầu, anh đã bay đầu là căng ghê rồi. Mỗi hồi hiểu anh ghê. Sao được bấm nhìn này hiểu mình nhỉ? Đấy, có em mới hiểu anh Trường ơi. Anh phải đổi của em nhé, lần sau nhá. Đấy, hợp một đôi đấy, Có khi nào xong lớp này có cặp nào lên duyên không ta? Đúng rồi. Đấy, cảm ơn đấy. Cứ mơ đi rồi lại tỉnh. Chị Minh Phương sinh năm bao nhiêu? 92 93. Ồ, sau này Hường là bé nhất nha. Hường là 99 tuổi à? Sao em chị đấy. Nghe chưa? Vậy rồi. Có ai vượt quá cái mốc này không? Bao nhiêu vượt quá không? Nhưng mà có chị Huệ bằng chị. Có anh Bình là vượt quá rồi gì nữa. Em út rồi. Em bảo con gái mà. Thế ơi. Dạ. Chưa. Này, chưa lấy chồng á. Chị phải có hai con rồi. Chị ấy đã có hai con ở nhà rồi. Mỗi. Chồng con gì cái tầm này. Còn mắt đúng không? Chị ơi, chị đừng tin chị ấy. Chị ấy hai con ở nhà rồi. Đừng có tin Huyền, chị ấy. Huyền mày thế mày giết chị đi còn hơn. Đúng rồi. Đấy, hỏng. Thế nghĩa mà bảo là chị vẫn còn trẻ nhưng lại chồng vội. Anh nào đi. Cái gì vậy? Rồi, câu 11. Nãy các bạn nào chữa câu 10 rồi nhỉ? Hiệp à? Phải không? Em chữa câu 11 cho chị. Em Huyền chữa à? Thế thì bây giờ mình bạn Hiệp chữa câu 11. Anh bạn chữa xong rồi chị. Thôi mình chả hiểu nói cái gì cho mình Hiệp chữa câu 11. Hey, Dương bằng ạ. Ano, cô đấy quá. Bargain so in bargain so in nanode yori yasunaku natte den janai desu ka? Bỏ luôn cái đáp án của mình à. Nói cái đáp án vào chứ. Na teka. Teka, nhưng mà từ này đọc lại cho mình không là chép này. Từ này đọc là gì em? Sehin đúng không? Sehin đúng không? Đấy nhá, cả lớp nghe thấy nhá. Rồi. Mời bạn học nào, từ này đọc là gì ở chương? Sohin. À, Sohin chứ không phải xe nha, xe nó phải là chữ chế. Đây ạ. Đây là xe. Các bạn biết xe và Sohin khác nhau thế nào? Một cái là sản phẩm, một cái là thương phẩm. Hả? Một cái là chế tạo ra, một cái là được bán, bày bán sẵn. Từ nhá, nghe này. Học mình là phải nhớ cú pháp nhá. Không một cái này và cái kia. Sohin là, xe hình là. Được chưa? Chứ biết cái nào với cái nào. Là lại nào. Lại không ai nói. Đấy. Nhưng bây giờ nhá, xe hình các bạn nhìn thấy cái chữ chế này không? Thế nên thông thường á, xe hình là những cái mà là các cái sản phẩm chế tạo là thứ nhất này, và cái thứ hai có thể nó không nhằm mục đích buôn bán như là cho tặng. Được không ạ? Còn show hình là những cái hàng hóa mình đem ra thị trường bán. Thế nên là có nhiều cái nó sẽ là bị lẫn giữa xe hình và show hình, ví dụ như thế này, ví dụ một cái nồi cơm điện. Nếu như các bạn chưa đem ra thị trường để bán thì nó vẫn còn là xe hình. Nhưng khi các bạn bắt đầu đăng nó ra thị trường để bán rồi nó sẽ biến thành show hình. Hiểu không? Vâng ạ. Đó, ok nhá. Rồi. Nó gì nhỉ? Hiệp ơi, tuần này đọc là gì em? Đây. Số 1. Đúng. Đây. Xe gì ạ? Xe gì là? Xe gì là nịnh nịnh. Ừ, rồi, số 2 nào. Toho. Toho là? Toho là đi bộ. Rồi, 3 nào. Shinseki ạ. Ủa? Các bạn cũng ngạc nhiên thêm. Tổ... À, anh nhầm. Tổ tiên ạ, tổ tiên là sô sen ạ. À, sô sen, đúng rồi, ok. Câu 12, Linh kính giúp mình nào, Linh ơi. Tê cả. À, không, em mắc chữ mình câu 12 em ạ. À, câu 12 ạ, à, em chưa câu 12. Uketsuke de Jin cái từ bên cạnh em không biết. Từ này nó bốn cho em nha. Cái này là new in nha. Vào viện. Ừ, viện. Đấy bạn Trường ghi cho em Linh nha. Rồi new in làm sao? New in no gì nhỉ?
Nuino te te teyoki teyoki thì chép non. Bạn Hiệp nào? Hiệp ơi, từ này là gì ạ? Hiệp ơi, từ đấy là Tezuki ạ. Ờ, Tezuki ha, cái này là thủ tục, là động tác mà em thì cái này nó ghép vào là Tezuki thôi ha, cái nghĩa là gì? Thủ tục ạ. Ờ, thủ tục ạ. Nhà giấy tờ rồi. Linh ơi, số 1 là gì? À, số 1 là gaku, gaku, gaku le. Gaku le à? Hiệp ơi, từ này là... em chỉ biết cái này là gaku le kìa. Cái này là bằng cấp học được. Quy định trong lớp học không? Bằng cấp người ta hay dùng từ chi các tự nhiều hơn, nên là kureki này là trình độ học vấn hoặc là quá trình học vấn nha. Ok, các từ này là gì ạ Linh? Bài đi em nha, như buổi trước cũng không trả lời được đúng không? Em cố gắng lên nhá. Hiệp ơi. Hay, này là kê kia, cảnh khí ạ. Chuyện giúp em. Cảnh trạng kinh tế ạ. Tình trạng kinh tế, ok. Số 3 là gì hả Linh? Hô. Hiệp ơi. Phục vụ. Phục vụ là gì? Trang phục ạ. Trang phục quần áo, ok. Rồi, đây có một số từ các bạn nhớ giúp mình nha. Ngày xưa khi mà mình học á, thì mình đã có biết cái cụm này rồi. Keki gái gì? Tức là? Tình kinh tế tốt ạ. À, nền kinh tế nó phát triển tốt đúng không? Nhưng mà từ này đối thật nó hơi phèn nha. Các bạn sẽ không bao giờ nhu sự đâu. Bao giờ các bạn đây, hôm nay mình chỉ cho các bạn cặp cụm từ này. Kiểu hay cực kỳ hay dùng trên báo, nhất là các bạn đọc những cái liên quan đến kinh tế và tài chính. Thì từ này nhá, từ này nó sẽ đọc là gì? Cô. Cái này nó cũng sẽ rơi vào cái bài tiền tố hậu tố, là cái môn đề 3 khi đề thi cho PT của các bạn đấy. Đây này, nó cho từ keki và nó bắt điểm một chữ Hán vào đằng trước. Thế thì cô keki là tình trạng kinh tế phát triển rất là tốt nha. Và ngược lại của nó thì đây là gì nhỉ? Phu keki. Chính xác luôn, từ này rất là hay gặp này. Hãy phu keki. Đúng rồi, cái này có nghĩa là nền kinh tế nó bị làm sao? Suy thoái. Ừ, nó bất ổn, nó suy thoái, nó không tốt và bạn phát triển không tốt nha. Thế thì ngoài ra, đây nó có một số động từ nhá, thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình động từ số 1 thôi. Bài còn lại mình giới thiệu, bạn nào mà muốn đọc hiểu giỏi thì đọc nhớ ba cái đằng sau. Hoặc là bạn nào hay đọc những cái liên quan đến kinh tế á, thì nhớ. Còn không thì chỉ cần nhớ cho mình từ Hán đầu tiên này thôi. Cái đầu tiên này nó là khai phúc cự. Cái phúc cự này mang nghĩa là hồi phục, đúng không? Thì hồi phục này nó không chỉ dùng cho nền kinh tế đâu, các bạn hoàn toàn có thể dùng cho sức khỏe của bản thân mình cũng được nhá, được không ạ? Cũng có thể dùng cái phúc cự được luôn. Cái từ số 2 bạn nói biết đọc không? Thực ra mấy cái này mình quay hết trong video rồi đấy. Không, em có xem đâu mà. Đó, đây. Cái này là khô tẩy. Khô tẩy các bạn thấy nó bị lùi về phía sau không? Thế nên cái này nó nền kinh tế nó bị làm sao nhỉ? Suy thoái ha. Ở đây mình có thê mê là trì trệ nha. Đó, và ở đây mình có ư qua mưu cự, đây thì nó hướng lên trên nha, bắt đầu hướng lên trên rồi, có nghĩa là gì đây? Phát triển nha, là phát triển tốt nha. Ok, thì đây một số những cái từ thì mình chỉ cần các bạn nhớ cho mình kanji đầu tiên. Thế từ cái phức cự này sẽ gặp rất nhiều. Bài còn lại thì bạn nào thích kinh tế, học về kinh tế, đọc sách nhiều thì cần, không thì thôi. Ha, đi discuss. Ok, Chiki, rồi, câu 13 Hương ơi. Ủa, bạn Hương còn trong lớp không? Bạn Hương đi đâu rồi nhỉ? Thế bạn có Bình đi sẽ như tắt mic tắt âm lên sẽ. Yeah, thôi mời bạn Bình đi, chắc là chạy ra ngoài rồi. Câu 13 Câu 13 là điền 1. Genkin đấy, kata. Đây nghĩa là tiền mặt đấy. À đúng rồi, mua cái gì đấy? Tôi mua cái đồng hồ bằng tiền mặt. Đúng rồi, chính xác ở đây ạ, từ này là seki thỉnh cầu. Seki thỉnh cầu yêu cầu. Ok, tiếp số 3. Seki là hoàn thành thích. Ok, tiếp. Genshin là toàn thân. Ok, hồi ở N3 ấy, các bạn đã được học một từ nữa, cũng là yêu cầu rồi. Đấy là từ yokyu. Thế thì hai từ này khác gì nhau ạ? Các bạn đấy chắc phần lớn đang ở Nhật đúng không? Thì hàng tháng ít tiền nhà, tiền điện, tiền nước là trừ luôn vào lương hay người ta gửi giấy về nhà? Này thì làm sao biết từ này được? Ôi dồi ôi, đây hàng tháng nhớ. Nếu như các bạn phải tự chi trả tiền nhà ha, thì người ta hay gửi cho mình một cái giấy mà thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền gas, tiền điện thoại. Tất cả những cái đấy nó gửi về nhà, nó sẽ có một cái giấy nó gọi là CQ sổ. Chính là thằng này. Đây là cái mà đâu mà yêu cầu mình thanh toán á. À thế thì bây giờ mình sẽ phân biệt cho các bạn nhìn nhiều chữ này thôi, thì nó dễ lắm. CQ á thì nó sẽ là yêu cầu, đúng không nhở? Yêu cầu nhưng mà là những cái chính đáng nha. Những cái chính đáng, những cái được quy định ở trên pháp luật và thông thường liên quan đến tiền bạc. Đó, thế nên là các bạn thấy cái tiền điện, tiền nước, tiền ga mình dùng á, thì hàng tháng mình dùng rồi mình trả điều đương nhiên không? Đương nhiên. Đương nhiên rồi, mình dùng rồi mình phải trả thôi.
Thế còn yokyu thì nghĩa nó rộng hơn là seikyu, nó bao gồm cả chính đáng và không chính đáng. Nhưng vì nó có cái từ seikyu rồi này, đó, nó đi cùng với cả những cái yêu cầu chính đáng rồi, nên thông thường người ta hay ưu tiên dùng từ seikyu với những cái mục đích mà các bạn thanh toán tiền bạc mà liên quan đến những cái mục đích là chính đáng và là bắt buộc các bạn phải làm. Thế nên là điện, tiền nước, tiền ga nó đều là seikyu sộ hết. Thế còn yokyu thì ví dụ là làm sao? Ví dụ đây, cái thằng tội phạm nó yêu cầu cái tiền chuộc con tin ấy, thế cái đấy nó là chính đáng hay không chính đáng? Không chính đáng. Không chính đáng, thế thì mình phải dùng từ nào? Yokyu. Yokyu, cái seikyu trong trường hợp này lại không hợp lý. Các bạn hiểu không? Ok, đó, thế còn đây là cái tiền điện thoại này, mình dùng xong thì bắt buộc mình phải trả thôi, cái đấy chính đáng không? Ừ. Đó, thì mình sẽ dùng cái seikyu. Yes, cup. Ok. Ok, Siki, câu 14 nào. Câu 14 này xin mời bạn Bông nào. Câu 14, ni bằng. Ni bố ni watashi no namae o chuika shite kudasai. Này đọc lại. Thêm mê bộ. Mê bộ. Mê bộ đọc có âm dài ra không, mình không nghe nó có làm sao ấy. Các bạn đọc đúng âm dài nha. Mê bộ. Ok, nghĩa là gì nhỉ? Thôi. Danh bạ. Ý là cả câu này. Hãy thêm cái tên của tôi vào danh bạ. Vào trong danh bạ. Ok rồi ạ. Từ này nào. Này từ bokin. Bokin là tiền tiền kiểu như tiền quyên góp. Tiền quyên góp chính xác. Thì số 3. Shitaku chuẩn bị. Chuẩn bị số 4 nào. Phư phụ khác chồng. Ý phư sai. Phư phụ là vợ chồng nhà mình, còn phư sai là vợ chồng nhà người ta. Phư phụ giống cho nhà người ta có được không? Phư phụ giống cho người ta cũng được. Thế nên sao nói đầy đủ nhé. Phư phụ là cả nhà mình, cả nhà người ta được đúng không? Còn phư sai là chỉ nhà người ta nha. Rồi, ok. Rồi, câu 15 nè. Câu 15 xin mời à. Bạn Huệ nào. Sao ạ? Akaji Kê nghĩa là gì nhỉ? Công ty thì đã bị phá sản vì là lỗ vì là bị lỗ nên là kinh doanh bị lỗ nên là đã bị phá sản. Nó bị phá sản do kinh doanh thua lỗ thì có khác gì nhau đâu. Ok, thế còn lãi là gì ạ? Kuroji. Kuroji chính xác ạ, từ này ạ. Senko. Senko là chuyên môn. Chuyên ngôn chuyên ngành. Số 3 nào. Jonan. Trưởng nam. Thì con út là gì? Con không biết thì hỏi trường. Con út là gì nhỉ? Suhetko. Suhetko hay Suhetko à. Số 4 là gì đây nhỉ? Bạn Hệ ơi. Không nhớ ạ, không nhớ, để gọi bạn khác nha. Linh nhỉ, Linh ơi, số 4 này là gì ạ Linh? Đấy, bạn trường ghi cho bạn Huệ từ này nha. Rồi, Linh ơi, số 4 này là gì? Em để em chép phạt thay chị Huệ đúng không ạ? Không có thay gì ấy mà, cả hai cũng chép. Chép cùng. Hay. Cần, cái này chữ định, khám định nhỉ? Chữ này là can dầu ạ. Kanjo là thanh toán, tính toán. Tính tiền đấy, bao giờ trả đấy. Kanjo negaishimasu, đúng không? Tính tiền cho tôi, lúc nào đi ăn nhà hàng. Đi ăn nhà hàng không nói thế à? Không, em đã đi ăn nhà hàng. Không, mang giấy ra luôn. Bảo mỗi đại sơ. Em không đi ăn nhà hàng. Đi ô, bốn năm không đi ăn nhà hàng. Đi ô, trả tin. Rồi, ok. Mà em vừa mới sang được mấy tháng, sang được 4 tháng. Thế là 4 tháng, thế thì năng đi ăn hàng hơn để nói những cái câu này nha em. Rồi. Okanikanai desu. Okanikanai. Kawaiso na. Ok, cửa 1 này. Câu 16 này, quay lại bạn Chuông nào. Nhâm à? Ừ. Ô, tự nhiên mất 5 giây thế. Hizuke ạ. Hizuke ạ. Alo. Tôi quên mất ngày của cuộc họp ạ. Ok, từ này đọc là gì cơ? Hizuke. Hizuke. Ok, rồi từ này là gì? Shujin. Shujin hả? Shujin. Shujin.
Eugene, tức là Jill tên đúng không? Có, dạ. Đây, đây như thế này đúng không? Đây phải không? Chuẩn chưa? Hay là âm dài ở đây nữa? Có âm dài đấy nữa. À, có âm dài đấy nữa. Nga nào. Nga ơi, từ này đọc là gì? Các bạn nghe lại đâu rồi nhỉ? Lớp mình cứ thỉnh thoảng dạ. Ôi không, em không nghe. Không nhớ, không nghe cứ xin gọi. À ừ, em ơi, tụi này là gì em? Siujin à. À Siujin nha, đúng rồi, không có tên tệ. Thì có âm dài không em? Không ạ. À không có âm dài luôn, đúng rồi, không có tên tệ, không có âm dài luôn nha bạn trường nha. Siujin là gì ạ? Ha? À chủ nhân ạ. Chủ nhân 1, cái thứ 2. À chủ nhân 2 là cái gì cà chồ, cái gọi là gì nhỉ, chủ cái quán mà mình, cái mà mình không có ấy em, chồng quán không, vợ chồng đúng rồi em, chồng gì nữa, chủ quán nha, đúng rồi, chủ quán đúng rồi, chủ. Ok rồi, số 2 nào. Tehi. Ok, hi là kinh phí. Kinh phí. Và số 4 chi. Ừ, là vị trí. Hoặc địa vị, đúng rồi, mình đạt một cái địa vị, một cái vị trí nào đấy. Mình có hai động từ rất hay dùng là CEO. Ê được à? Ai đang nói đấy? Hiệp. Hiệp nói. Ừ thì Hiệp nói nốt đi Hiệp. Ừ, ê được một. Và gì nữa à Hiệp? Cái khác thì không biết ạ. Em không biết xem còn nói leo. Quên hả? Ừ, cái tiếp theo là ní chức cự nha. Rồi, mình có ố ê được và ní chức cự. Đúng rồi, đấy nhé, là Hiệp nhớ được một cái đấy. Thế còn mất vị trí là gì? Chắc là na cửa. Na cửa. Ừ, Sinau, đúng rồi, ai đấy? Huyền. Có phải Hương không? Huyền ạ. À Huyền, nó không phải Hương, mình chưa nhận ra tiếng các bạn được, mới dậy qua hai buổi mà, ok nha. Rồi, tiếp theo mình có câu 17. 17 này, xin mời bạn Bình nào. Ít bàn tay kì ní, dễ kinh quá. 17 à? 17 là... Phải dò đấy đáp án. Ờ, siêu niu, siêu niên mỹ một tô dực cử là gì nhỉ? Ít ban thế kia là thông thường à? Rồi, ờ, nhìn chung thì à. À, nhìn chung thì cái tiền thuế thì là lấy thu nhập làm cơ sở. Ừ, đúng rồi, nó dựa trên thu nhập. Đúng rồi, ok ạ. À. Rồi, đến số 1 nè. Số 1 là Mago. Mago, Mago là cháu. Futago, Futago, song sinh. Mago là cháu. À, Futago đúng không? Tên đúng không? Futago tên. À, tên rồi, số 2. Akazi. Ừ, là? Akazi là lỗ. Rồi, số 4. Chitse. Chitse là? Chitse là chăm sóc. Úi dồi ôi, bạn Hiệp ép bài à? Cơ cơ rồi đấy. Chăm sóc nào? Đâu ra? Cai gô mới là chăm sóc chứ. Gô mới là chăm sóc. Ừ. Hoặc là xe qua chứ. Xúc đỡ. Xúc đỡ. Hay gì? Phải. Chứ đâu. Không xuất thế mà. Rồi. Thôi thăng nha. Thăng tiến đi. Nào. À đúng rồi. Thăng tiến. Ý. Ôi nhắc to thế nhở. Bây giờ nhắc lại còn nhắc to thế nhở. Em tưởng là xe vào gọi trường mà. Ừ, trường đâu rắn. Sở lớp nghe thấy mình gọi bạn trường không? Vậy em nghe nhầm ấy xe. Em tưởng là xe vào trường. Là Iwake rồi. Là Iwake rồi. Đúng rồi. Mình có xe là thăng tiến nha các bạn. Rồi ok. Thôi, có ai thắc mắc gì câu 17 này nữa không? Không ạ. Ok, mình sang câu 18 ha. Rồi, 18 này chọn nhanh giúp mình nha. Bạn Nga nào. Em chọn 2 ạ. Ừ, là gì hả em? Cô kê ạ. À, gô kê ạ. À, gô kê, gô kê là... Tổng cộng ạ. À, tổng cộng. Rồi, mình có cái từ này là gì hả em? Cái gì là cam sô sổ, cam dô sổ ạ. Ok, là... cái phiếu mà hóa đơn giống như kiểu hóa đơn đúng không ạ? Hóa đơn rồi, ok, hóa đơn nha. 19 nào, Linh ơi, Linh giúp mình câu 19 nào. Ố, Linh lại đi đâu à? Linh đâu? Ố, mọi người đứng hình như nào. Ok, à, em xin lỗi, em tắt tiếng. À, ok, ok, câu 19 nào em. Ne ne tsuku himo ga toke ta yo. Từ này đọc là gì hả em? Tsuku. Tsuku á, không phải. À từ từ, hay em đọc nhầm.
nó bị ngược cơ mà nó là cư trự. Cư trự ha. Mình có tô kê rự là gì? Tô kê rự là buộc. Tô kê rự là tuột em ạ. Tuột. Tuột nha. Cái này là tự động từ. Các bạn sẽ gặp lại nó ở ngay cái bài động từ sau đây thôi ha. Thì nhớ cho mình nhá. Tô kê rự nó là tự động từ nhá. Đừng có nhầm cái kê này là tha động từ nha. Tô kê rự này là tự động từ đấy. Đặt cái dây giày nó bị tuột ra nha. Rồi. Câu 20 nào Hiệp ơi. Đây. Câu 20 ạ. Câu 20 là đi bằng ạ. Tự đọc cho mình đi. Watashi wa hejichi wa shiro sachi o kiteru. Là gì nhỉ? Tôi thì ngày thường tôi mặc áo trắng. Là sơ mi trắng. Rồi từ này là gì em? Từ đấy là tô sạ. Ôi dồi ôi, oh no rồi. Đâu nói lại mình nghe xem nào. Tô sạ thì gì? Tô sạ có âm dài không em? Thử giả thì chắc là chữ giả chắc là không có âm dài đúng không ạ? Không có âm dài rồi. Đấy là ý kiến của bạn Hiệp nhá. Xin mời ý kiến của bạn Trường nào. Đấy gọi rất to rõ ràng, không bị nhầm nữa nha. Hay sợ. Hả? Xạ tác giả hay là anh đừng to thế xạ đâu chô xạ chô xạ nha đúng rồi. Các bạn nhớ cho mình chữ chung này không bao giờ có âm dài ấy. Thế này là chữ chứ nó không có âm dài nha. Thế này chô xạ là tác giả. Thế còn từ này là gì hả Hiệp ơi? Naname ạ. Naname là kéo ạ, tại vì hôm nào em dùng từ này. Từ này đúng rồi em ạ, nó là chách chách nhưng chéo chéo nha. Đúng rồi, mình có naname hoặc nó là cái cách chéo nữa của trong cái hình học đấy. Đúng rồi, ok rồi, đúng lại đấy là 20 câu của ngày hôm nay. Có thắc mắc gì không? Yeah. Ok, cuối hôm nay mình cũng sẽ học được một buổi đồng cai nha.